Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 8, bài số 2, chương 6, sách chương giờ sáng tạo. Chúng xem bài giảng Hải Liêm, các em phải giới hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay, mình sẽ học tiếp bài số 2 giải bài toán bằng cách là phương trình bậc nhất tiết số 3, trang 40, chương 6 nhé. Tiết số 3, mình sẽ làm những câu bài tập còn lại. Câu số 5, bác Năm gửi tiền tiết kiệm một số tiền tại một ngân hàng. Theo hệ khớp kỳ hạn một năm với lãi suất là 6,2% một năm. Tiền lãi sau mỗi năm gửi tiết kiệm sẽ được nhập vào tiền vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Sau 2 năm gửi thì bác Năm rút hết tiền về và nhận được cả vốn lẫn lãi là 225 triệu 568 nghìn 800 đồng. Hỏi số tiền ban đầu bác Năm gửi tiết kiệm là bao nhiêu? Như vậy các em sẽ dự đoán được là số tiền bác Năm gửi là 200 triệu đồng. Đúng không? Giờ đây giờ mình sẽ đi giải để xem dự đoán của mình đúng hay sai. Như vậy người ta hỏi cái gì thì các em sẽ cho cái đó là ít thôi. Như gọi số tiền ban đầu bác Năm gửi tiết kiệm là ít ít đồng. Đúng. Gọi số tiền ban đầu. Bác Năm gửi tiết kiệm là ít đồng. Như điều kiện ở đây sẽ ít sẽ lớn không và nhỏ hơn cái tiền lãi 225 triệu 568 nghìn 800 đồng. Giờ bây giờ mình sẽ tính tổng cả vốn lẫn lãi sau một năm. Như lãi suất ở đây là 6,2% một năm, như vậy mình sẽ vốn là 100%, có nghĩa là 1% cộng với 100% cộng với 6,2%. Các em có thể để là 100% cộng cho 6,2%. Đúng rồi. Có nghĩa là 106,2%. Vốn cộng lại đúng không? Nhân cho số tiền gỡ gỡ ở đây chính là x đúng không? Đơn vị sẽ là đồng. Giờ mình sẽ bỏ dấu phần trăm luôn, có nghĩa là 1,062 x đúng không? Đơn vị sẽ là đồng. 100% là tiền vốn cộng cho 6,2% tiền lãi, có nghĩa là 100 lên 6,2% nhân x. Giờ như mình sẽ bỏ phần trăm bằng cách chia số này cho 100, có nghĩa là 1,062%, đúng không? 1,062 nhân x nhé. Bây giờ mình sẽ tính tổng vốn lẫn lãi sau 2 năm. Như mình lấy số này mình sẽ nhân tiếp cho 1,062, có nghĩa là 1,062 bình phương nhân cho x, đúng không? Đơn vị sẽ là đồng. Giờ sau 2 năm bác gỡ khi bác rút về cả vốn lẫn lãi là số tiền này. Thì mình sẽ lấy cái này bằng cái này. Đây, tính tiếp ha, đúng không? Như là sau 2 năm bác Năm rút hết tiền về và nhận được cả vốn lẫn lãi là 225 triệu 568.000 đồng. Đúng. Nên ta có phương trình như sau 2 năm bác Năm rút hết tiền về và nhận được cả vốn lẫn lãi là số tiền này, nên ta có phương trình
Nhưng mình sẽ có phương trình này bằng cái này, đúng này. Hai trăm hai mươi lăm triệu năm trăm sáu 568.000. Như x sẽ bằng, giờ nhân chuyển quỹ thành chia, mình lấy số này chia số này, đúng rồi, xem bằng bao nhiêu, bấm máy tính nha. Như vậy kết quả ở đây sẽ y bằng 200 triệu này. Như mình dự đoán đã là đúng, đúng rồi. Vậy mình kết luận là số tiền ban đầu bác Nam gỡ chính là 200 triệu đồng, đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiệu bài, cái xong khích video hệ với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 6 nha. Câu số 6. Tổng số học sinh khối 8 và khối 9 của một trường là 580 em. Trong đó có 256 em là học sinh giỏi. Tính số học sinh của mỗi khối, biết rằng số học sinh giỏi chia khối 8 chiếm tỷ lệ là 40% số học sinh khối 8. Và số học sinh giỏi khối 9 chiếm 48% số học sinh khối 9. Giờ như vậy ở đây mình cần tính số học sinh của mỗi khối. Như vậy ở đây chứ hết, các em gọi số học sinh của khối 8 là x em đi. Giờ mình suy ra được là số học sinh khối 9 mình sẽ lấy 580 trừ đi x vào. Vì tổng số học sinh hai khối là 580, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Gọi số học sinh khối 8 là x em. Như điều kiện ở đây x sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 580, vì 580 là tổng số học sinh, đúng không? Như vậy số học sinh khối chính là 580 trừ đi x, đơn vị sẽ là em, đúng không? Giờ số học sinh giỏi khối 8 nè. Số học sinh giỏi khối 8 là, số học sinh giỏi khối 8 sẽ bằng 40% của học sinh khối 8, có nghĩa là 40 nhân cho x. 40 nhân x có nghĩa là 0,4 nhân x nha. 40% nhân x các em để là 0,4. 40% của x bằng 0,4. Đơn vị sẽ là em, đúng không? Giờ tiếp theo là số học sinh giỏi của khối 9 này. Ở đây số học sinh giỏi khối 9 chiếm 48%, 48% nhân cho 580 triệu x. 48% chính là 0,48 nhân cho 580 trừ, đúng không? Đơn vị sẽ là quản lại. Người ta cho là tổng số học sinh giỏi của hai khối là 256, đúng không? Nên ta có phương trình tổng số học sinh giỏi là 256 em, nên ta có phương trình như tổng số học sinh giỏi là 256 em, nên ta có phương trình như mình sẽ lấy số học sinh giỏi khối 8 cộng cho số học sinh giỏi khối 9 và 256, đúng không? 0,4x
cộng cho 0,48 nhân cho 580 chữ bằng 256. Giờ ở đây mình sẽ nhân phân phối này vô 0,4, mình sẽ lấy 0,48 nhân cho 580 bằng bao nhiêu nha? Như là 278,4 giờ trừ cho 0,48 x nhân x 0,48 x bằng 256, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 0,4x trừ cho 0,48x sẽ là âm 0,08x. Giờ số này đem qua bên đây là trừ 256 trừ cho 278,4, như vậy kết quả là 22, âm 22,4. Như vậy x sẽ bằng nhân chuyển quỹ là chia, trừ chia trừ bằng cộng, mình sẽ lấy số này chia số này. Như vậy là 22,4 chia cho 0,08 bằng 280, đúng không? Như kết quả là 280. Mình thấy là kết quả này không mang yêu cầu của đề bài nên mình sẽ lấy. Vậy mình kết luận là vậy. Số học sinh khối 8 là x ở đây là mình khai bằng 280, đúng không? Và số học sinh khối 9 như giờ mình sẽ lấy tổng số ở đây sẽ là 580. Mình sẽ lấy 580 trừ cho 280 là 300. Như vậy sẽ là 300 đi, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 6 nhé. Câu số 6 kèm hiệu bài, xong khích video hãy biết kèm hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 7 nhé. Câu số 7, một lọ dung dịch chứa 12% muối. Nếu pha khiêm 350 gram nước vào lọ khi được một dung dịch là chỉ còn có 5% muối thôi. Tính khối lượng dung dịch lọ lúc đầu. Như vậy người ta kêu tính cái gì, các em cứ gọi cái đó là x. Giờ mình sẽ làm tiếp. Như mình sẽ gọi khối lượng dung dịch trong lọ lúc đầu là x thôi. Điều kiện đây x sẽ phải lớn hơn không? Giờ mà sẽ tính khối lượng muối trong dung dịch ban đầu. Như vậy là mình tính khối lượng muối trong dung dịch là như vậy, khối lượng muối trong dung dịch như nồng độ đang là 12%, có nghĩa mình sẽ lấy 12% nhân x. 12% có nghĩa 12%, có nghĩa 12 chia 100 là 0,12 nhân x. Đơn vị ở đây sẽ là gram. Bây giờ pha khiêm 350 gram nước có nghĩa là khối lượng dung dịch sau khi pha khiêm nước, đúng không? Pha khiêm 350 gram nước thì khối lượng dung dịch là
Như pha khiêm 350 g nước thì khối lượng dung dịch sẽ là x cộng khiêm 350. Đơn vị sẽ là kia. Đúng này. Giờ tỷ lệ phần trăm muối trong dung dịch mỡ là tỷ lệ phần trăm muối trong dung dịch mỡ là như giờ lúc sau thì nồng độ phần trăm chỉ còn có 5% thôi. Như vậy có nghĩa là 5% nhân cho x cộng 350. 5% nhân cho x cộng 350. 5% có nghĩa là 0,05 nhân cho x cộng 350. Đúng này. Tiếp theo thì mình thấy là lượng muối trước và sau thì lượng muối là không thay đổi, người ta chỉ thêm nước thôi, đúng không? Quy lượng muối không thay đổi. Nên ta có phương trình đây. Như vậy là khối lượng muối lúc đó ban đầu sẽ là 0,12x bằng khối lượng muối lúc sau. Như vậy tỷ lệ phần trăm muối trong dịch ở đây chính là khối lượng muối lúc sau. Mình sửa lại chỗ này ra là khối lượng muối. Khối lượng muối trong dung dịch mới. Như vậy, khối lượng muối trong dung dịch mỡ là mới đúng. Khối lượng muối. Như là khối lượng muối trong dung dịch mỡ thì trong dung dịch mỡ thì nồng độ sẽ là 5%, mình lấy 5% nhân cho cái này, đúng này. Như vậy mình sẽ có khối lượng muối lúc đầu và trong dung dịch mỡ là bằng nhau. Như là 0,05 nhân với x cộng 350. Giờ mình sẽ đi giải phương trình này. Giờ như mình sẽ nhân phân phối này vô. 0,12x quyết là 0,05 nhân x là 0,05x. Giờ như là 0,05 nhân cho 350. 0,05 nhân cho 350 bằng 17,5, đúng này. Giờ như vậy là bên đây mình sẽ chuyển quế, bên đây sẽ là trừ 0,12 trừ 0,05 sẽ là 0,07x bằng 17,5x bằng 17,5. Giờ như x sẽ bằng, mình sẽ lấy 17,5 chia cho 0,07. Đúng này. Kết quả sẽ là 250. Mình thấy là thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Vậy mình kết luận là vậy. Khối lượng của dung dịch trong lọ lúc đầu chính là x, đúng này. Mình thay x bằng 250 là được. Hai trăm năm mươi gram đúng này, như ít đây là ít gram. Điều kiện ít sẽ lớn không là được. Như là mình xong câu số 7, câu số 7 kem hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiểu bài.
Tiếp theo mình sẽ làm câu số 8. Để khuyến khích tiết kiệm điện thì giá bán lẻ sinh hoạt năm 2022 được tính lũy tiến, nghĩa là sử dụng càng nhiều điện thì giá mỗi kWh điện càng tăng, như các mức như sau. Mức 1 là 50 kW đầu tiên dành cho các hộ nghèo này thì giá sẽ là thấp nhất, đúng không? Mức thứ hai tính từ 51 kW đến 100 kW ở mức 2 thì sẽ cộng lấy cái giá này nè, giá mức 1 cộng thêm 56 đồng, đúng không? Mức 3 từ 101 tới 100 kW, có nghĩa là 100 kW tiếp theo thì sẽ lấy giá của mức 2 cộng tiếp 280 đồng. Mức 4 thì từ 201 tới 300, có nghĩa 100 kW tiếp theo thì sẽ lấy giá của mức 3 cộng thêm 522 đồng, đúng không? Ngoài ra người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng. Tháng vừa rồi bạn mình sử dụng hết 185 kW, phải trả là 375.969 đồng, hỏi mỗi kilowatt ở mức 3 là giá bao nhiêu? Như vậy đối với bài toán này, mình người ta chưa cho mức 1 thì mình phải gọi giá mỗi điện ở mức 1 là x đồng trước, sau đó mình sẽ triển khai tiếp. Khi đó thì giá ở mức 2 thì mình lấy x cộng thêm 56 đồng. Giá mức 3 thì các em lấy x cộng 56 cộng tiếp cho 280 đồng. Giá mức 4 thì các em lấy x cộng 56 cộng 280 cộng tiếp cho 522 đồng. Có nghĩa là càng sử dụng điện thì mình phải trả cho mỗi giá mỗi cái quá điện càng nhiều nhiều tiền, đúng không? Như vậy các em sẽ làm như sau. Gọi giá mỗi số điện ở mức thứ nhất là x. Khi đó ta có giá mỗi điện ở mức 2 thì chính là x cộng thêm cho 56 đồng, đúng không? Giờ giá mỗi điện ở mức 3 mình sẽ lấy mức 2 cộng thêm cho 280, có nghĩa là x cộng 56 giờ cộng thêm cho 280, đúng không? Giờ x biết là 56 cộng 280 sẽ là 336 đồng, đúng không? Giá mức 4 thì là giá này mình sẽ cộng tiếp cho 522, đúng không? Nhưng mà sẽ lấy x cộng cho 336 cộng thêm cho 522 nữa, đúng không? Giờ mình sẽ lấy hai số này cộng lại, 336 cộng 522 sẽ là 858, đúng không? Mình dùng hết 185 số điện, có nghĩa là 50 kW đầu tiên ở mức 1, 50 kW tiếp theo ở mức 2 và còn lại sẽ là 85 kW ở mức 3, đúng không? Như vậy là nhà mình phải đóng 50 kW điện ở mức 1, 50 kW ở mức 2 và 85 W ở mức 3. Chứ tiếp theo mình tính giá tiền 50 số điện mức 1 đầu tiên thì chính là 50 nhân x, đúng không? Giờ 50 số điện ở mức 2 thì mình sẽ lấy 50 nhân cho giá của mức 2, ở đây sẽ là x cộng 56 giờ ta giá 85 số điện còn lại ở mức 3, mình sẽ lấy 85 nhân cho giá điện tiền điện ở mức 3 sẽ là x cộng cho 336, đúng không? Khi đó thì số tiền chưa tính VAT thì mình sẽ lấy ba cái số này cộng lại sẽ bằng là cái số tiền mà chị phải trả, đúng không? Giờ các em ghi phần này xong rồi mình sẽ làm tiếp nhé. Như mình sẽ lấy ba cái số này cộng lại, 50x cộng cho 50 nhân cho x cộng cho 56 cộng cho tiền mức 3 là 85 nhân cho x cộng cho 336, đúng không? Mình sẽ đi rút gọn cái này lại. Như vậy là 50x cộng, mình sẽ nhân phân phối này vô, 50 nhân x là 50 cộng cho 50 nhân cho 56
Như vậy là 50 nhân 56 bằng bao nhiêu? 50 nhân 56 bằng là 2800, đúng không? Giờ 85 nhân x là 85x. Giờ 85 nhân cho 336. Như là 28.560. Giờ ở đây mình sẽ lấy những cái số ít cộng lại. 50 cộng 50 là 100, cộng cho 85 là 185x. Giờ số này cộng số này. Như là 31.360, đúng này. Bài này khá dài nha, các em ghi phần này xong mình sẽ làm tiếp nhé. Như vậy là đây là khế cái tiền trẻ chưa có VAT. Như vậy tính khế VAT 10%. Có nghĩa mình sẽ lấy số này nhân cho 10%, đúng này. Như là 10% của cái số này. Đúng này. 10% thì mình có thể là để 1,1 vì 10 chia 100 là 0,1. Ở đây các em để 0,1 nhân cho cái số này, đúng này. Đó là cái khế VAT. Như vậy tổng tiền số tiền nhà Cường phải đóng là tiền gốc cộng khế thì các em lấy 100% cộng cho cái này có nghĩa là 1,1. 100% với là 0,1. Giờ nhân cho cái số này. Đây là số tiền gốc và khế luôn, đúng này. Tiếp theo thực tế thì nhà Cường phải đóng bao nhiêu tiền? 375.969 đồng, đúng này. Thực tế nhà Cường đóng hết phải trẻ đúng không? Hoặc là đóng hết cũng được, phải trẻ như phải trẻ sẽ là 375.969 đồng, đúng không? Có nghĩa là 375.969 đồng nên ta có phương trình. Như vậy là 1,1 này sẽ bằng cái này, đúng này. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng. Mình sẽ đi giải cái phương trình này. Giờ mình sẽ nhân phân phối vô, đúng này. Như vậy là 185 nhân 1,1. Như vậy là 203,5 nhân cho x cộng cho. Giờ cái số này nhân cho 1,1. Như vậy là 34.496 bằng bằng cái số này viết lại, đúng không? Giờ như vậy là cộng chuyển với là trừ, như là 203,5 đi bạn. Mình lấy số này trừ số này thôi, đúng không? Như vậy là 341.473. Như vậy x sẽ bằng. Giờ mình lấy số này chia số này. Kết quả là 1.678 đồng.
Như vậy là với mỗi số điện ở mức giá thứ ba thì các em phải trả là 1.678 đồng, đúng không? Như ở đây là không phải, cái này là mới là ít là mức 1 thôi, mình phải tính tiếp chỗ này. Mình sẽ lấy cái số này mình cộng tiếp nhé. Ở đây mình sẽ thêm một cái bước chỗ này nữa. Như mình sẽ tính x cộng ở mức 3 mình sẽ lấy x cộng bao nhiêu? X cộng cho 336 đúng không? Có nghĩa là mình lấy 1.678 cộng cho 336 mới ra mức 3 nha. Như là 2.014 đồng đúng. Như vậy là 2.000, kết quả cuối cùng là 2.014 đồng. Giờ như vậy là mình xong câu số 8. Câu số 8 khá dễ nha, đúng không? Các em sẽ ghi từ từ. Giờ như là mình xong câu số 8. Câu số 8 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy với các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ hiểu không, khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.